Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là hai mẫu máy đun thịt khung sắt cối gang Ferrolux bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Đây là hai dòng đun thịt khá là thông dụng ở đất nước Việt Nam chúng ta. Con đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cối 32, đường kính nó khá là lớn, rất là to đấy. Sàng là sàng 8 ly. Con này là con chuyên đun các dòng như là cổ gà, đùi gà các thứ. Đấy, sử dụng motor hàng Việt Nam chất lượng cao, có điện cơ toàn phát. Điện cơ toàn phát 3,5 kW, vòng tua 1400 chóng 90 vòng phút. Lai với chiếc buly 8 rãnh B. À, anh em mà nhìn thấy, giờ lai buly 8 rãnh B. Rất khỏe luôn, con này xay cổ gà, ức gà hay là đầu gà đều rất là ok anh em nhé. Đun để cho làm thức ăn cho cá hay là chúng ta có thể đun thức ăn khi các nhà nuôi chó, các dòng chó như pitbull hay là các dòng chó cảnh. Trục xoắn rất là chắc chắn và nó khá là rộng. Chúng ta có thể thả cạo cái cổ gà ở đây, nó chạy rất là mượt mà, rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi tiếp đến là cái dòng thông dụng hơn một chút. Nó nhỏ hơn, nó sẽ thông dụng hơn. Con này chuyên đủ thịt. Các cô, các chú dạ vâng, dòng này là dòng cối 22, cối gang khung sắt. Anh em mình thấy khung hoàn toàn là bằng làm bằng V và sơn tĩnh điện. Cối bằng gang, phêu là phêu bằng inox. Và motor của con này thì motor 2.2 thôi, cũng tua chậm 1490 vòng phút. Con này là motor 3.5 kg, cối 32, cũng vòng tua 1490 vòng phút. Nhìn chung là hai cái dòng này khi chúng ta mua về, mà chúng ta chỉ mua cối không về, thì các bác lưu ý là chúng ta sẽ phải đảo chiều motor nhé. Motor là đang quay phải, chúng ta sẽ phải đảo sang bên trái để nó hợp với cái vòng tua ở bên trong, bên trong cái trục xoắn. Chúng ta mà lắp ngược nó sẽ không được đâu, nên chúng ta cần lưu ý một chút. Con này cũng vậy, chúng ta mua hàng về nhất quyết chúng ta phải đổi chiều điện. Và các bác mà mua cái máy này về mà có gì có căn khi đổi chiều thì có gì alo em, em sẽ hướng dẫn nó đổi chiều, cũng khá là đơn giản thôi. Không biết thì khó, nhưng biết rồi cũng rất là dễ. Để biết thêm thông tin chi tiết về hai sản phẩm máy đun thịt gia đình này thì quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em. Quý vị hãy đăng ký kênh để một ngày gần đây em sẽ test cho quý vị và các bạn xem cái máy này. Xin cảm ơn.